Từ lâu, rất nhiều người ấm ức với việc bị các tiệm, các nhóm sửa xe dọc các quốc lộ như quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh. Quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai. Và quốc lộ 14 qua tỉnh Bình Phước. Chuyên dẫn trò phá xe thay phụ tùng cũ trôi nổi, lấy giá cao, nhưng không có chứng cứ để tố cáo. Nhiều năm liền, vô vàn người đi đường xa bẫy nhóm phá xe ăn tiền dọc các tuyến quốc lộ huyết mạch. Phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh phải mất một thời gian dài từ năm 2019 đến nay mới có thể ghi nhận toàn bộ hành vi sửa xe thất đức của những người này. Khu cầu vượt Linh Xuân giáp ranh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh có các tiệm phá xe của khách nhanh như ảo thuật để ép khách thay hoặc sửa bằng phụ tùng trôi nổi rồi lấy giá cắt cổ. Đây là tiệm sửa xe đầu tiên theo hướng từ cầu vượt Linh Xuân về quận 12 do Đàm Văn Long, 44 tuổi, quê Thái Bình làm chủ. Khu vực này cũng là nơi liên tục xuất hiện tình trạng đinh tặc mà Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh và nhiều báo khác từng phản ánh. Tiệm bề ngang chừng 4 mét, bên ngoài treo 3 bảng hiệu, sửa xe Văn Minh, chuyên sửa chữa, tân trang, thay thế phụ tùng chính hãng. Ngày 16 tháng 7, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh dẫn chiếc xe máy non hơi bánh sâu tới nhờ ông Long kiểm tra. Qua mặt chúng tôi, ông này cầm một thanh thép ngắn, bén ngọn trên tay, rồi dùng hết sức rạch cho rách lớp xe. Từ những động tác chuyên nghiệp này, ông Long đã biến chiếc xe bị non hơi của chúng tôi thành chiếc xe rách toạc cả ruột lẫn vỏ và đường rạch dài đến khoảng 5cm, đưa khách hàng vào thế bắt buộc phải thay cả ruột lẫn lớp xe. Và không phải chỉ chúng tôi, có rất đông người đã vô tình trở thành nạn nhân của ông Long, bị chặt chém đến hàng trăm ngàn đồng khi trót ghé vào tiệm sửa xe này. Trở lại với chiếc lốp bị ông Long rạch rách toạc, ông này giả vờ kiểm tra rồi báo tình trạng. Gì mà ông còn miếng hơi vậy? Ôi trời, vậy sao má? Đây này, nhìn đây này, biết đi tét bỏ làm gì? Giờ tôi cái ngồi cũng thấy đi, cái đâu mà đây chứ? Chạy gì mà dữ hả? Đây này. Sau hàng loạt sự ngạc nhiên giả tạo, ông Long quay sang báo giá cho cả bộ lớp khoảng 360.000 đồng, ruột 90.000 đồng. Khi phóng viên báo chỉ còn 410.000 đồng, thì ông này tỏ thái độ hào sảng, sẵn sàng thay giúp. Tìm hiểu của phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, tiệm của Đàm Văn Long mở đã lâu ở khu vực nơi có nhiều sinh viên công nhân. Trong đó, rất nhiều người đã đưa xe vào cho ông sửa. Dù ghi nhận hành vi phù phép ruột lớp mới thành hàng phế thải của ông Long, nhưng phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh vẫn không thể ghi nhận được ông này đã dùng vật gì để phá xe và giấu vật đó ở đâu. Chiều 17 tháng 7, chúng tôi tiếp tục dắt xe vào tiệm nhờ kiểm tra giúp. Tuy nhiên, thay vì áp sát rạch ngay lớp xe, lần này ông Long điềm tĩnh tẩy lớp, tháo ruột đúng quy trình. Ống kính phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ông Long dùng một cây sắt nảy lớp. Xong trong lúc đang nảy lớp, ông này cố tình chọc sâu vào bên trong, làm thủng ruột, rồi dây đi dây lại cho chắc chắn, đã làm rách toạc chiếc ruột xe. Chưa dừng lại, ông Long móc từ đế dép đang mang một miếng sắt kích thước nhỏ nhưng sắc bén, rồi đưa vào cắt lớp xe một đường dài. Cắt xong, ông này khéo léo cất thanh sắt vào đế dép, phá tàn nát cặp lớp ruột xong, ông Long điềm nhiên báo giá rồi thay bộ lớp ruột khác cho khách. Tất cả lớp ruột xe bị ông Long phá thay xong đều được vứt lên mái che trạm xe buýt. Chúng tôi ghi nhận trên mái che có nhiều lớp xe cũ do ông Long vứt lên. Những lớp xe này đều có vết rách đáng ngờ. Từ tiệm của Đàm Văn Long, tính từ cầu vượt Linh Xuân về hướng quận 12 chừng 200m, tiệm sửa xe của Mai Văn Hòa, sinh năm 1989, quê Nga Sơn, Thanh Hóa, cũng khét tiếng trong việc phá xe của khách. Tiệm này nằm ngay mũi tàu cầu vượt Sóng Thần, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Chiều 16 tháng 7, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đem xe máy đến tiệm ông Hòa thay ruột. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi ông này tháo bánh sau xe ra. Ống kính phóng viên ghi nhận, trong khi tháo bánh, Hòa một mặt canh chừng, mặt còn lại dùng một thanh sắt có đầu bén, dùng hết sức chọc gãy một miếng cao su đùm. Diễn biến hành vi này rất nhanh, rất khó có thể phát hiện. Sau đó, ông Hòa thông báo. Nói xong, ông này vừa vứt hai mảnh cao su mới phá hư qua chỗ phóng viên đang ngồi, rồi báo giá 140.000 đồng. Hay xong, chúng tôi mang xe đến một tiệm sửa xe khác kiểm tra. Tại đây, phóng viên được báo bộ cao su đùm vừa thay không đúng loại đã bị thay loại rẻ tiền. Trong khi đó, một bộ cao su đùm đúng loại, loại tốt, giá chỉ 45.000 đồng. Tìm hiểu của chúng tôi, tuyến quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu vượt Sóng Thần, đoạn đường khoảng 200m, chỉ có hai tiệm sửa xe của ông Long và ông Hòa. Cả hai người này đều là dân trong nghề, quen biết với nhau. Ở khu vực cầu vượt Linh Xuân, do thường xuyên xuất hiện tình trạng đinh tặc, nên địa phương đã rà soát, mời làm việc với cả hai, yêu cầu cam kết không rải đinh, phá xe người đi đường. Nhưng thực tế, cả hai ông Long và Hòa đều phá xe lấy tiền. Kỳ sau, phóng sự sẽ tiếp tục với những hành động đáng ngờ của các chủ tiệm sửa xe ở Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đón xem.